khởi tố tài xế cố thủ trên xe để làm ùn tắc chốt kiểm dịch ở Vĩnh Phúc. Khi bị kiểm tra tại chốt kiểm dịch, dù không đủ điều kiện qua nhưng tài xế tuyên lên xe đóng chặt cửa, cố thủ nhằm gây ùn tắc để tổ công tác buộc phải xả chốt. Công an huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc hôm nay, mùng 6 tháng 8 cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hữu Tuyên, sinh năm 1970, trú xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc về tội chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch. Trước đó, ngày mùng 4 tháng 8, tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đầu cầu Hạc Trì, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, Nguyễn Hữu Tuyên điều khiển ô tô tại biển kiểm soát 88C-15586 đi vào làn đường dành cho xe có giấy ưu tiên luồng xanh mà không có giấy tờ theo quy định. Khi lực lượng công an huyện Vĩnh Tường yêu cầu khai báo y tế thì Tuyên không có giấy kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính. Người này có hành vi chống đối lực lượng công an, lên xe đóng chặt cửa, cố thủ ngồi trong cabin nhằm mục đích gây ùn tắc để tổ công tác buộc phải xả chốt. Sau 20 phút cố thủ trên xe, Tuyên đã cố tình lái xe bỏ chạy. Ngay sau đó, lực lượng công an huyện Vĩnh Tường đã tổ chức bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tuyên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình. Với hành vi này, Nguyễn Hữu Tuyên có thể phải đối diện với mức phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù giam theo quy định tại khoản 1, điều 330 Bộ luật hình sự. Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo các lái xe và người dân hãy chấp hành nghiêm quy định của luật giao thông đường bộ và các quy định về phòng chống dịch. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.